đến hẹn lại lên ha, thì buổi tối nay mình ra tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình thì sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dòng cá mới là cá muốn muối tiêu, giá của bạn là 5x 5k, mua 5 tặng 1. Đây mình sẽ quay gần cảnh ở dưới đây ha, mình đang bật đèn lát điện thoại nên nhìn các bạn này hơi đỏ một tí xíu nha cả nhà. Bật đèn lát điện thoại đó, cá muốn muối tiêu rồi, rất là đẹp. Nhìn từng vài chi tiết nè, trên cái thân hình của mấy bạn này là đều có những cái chấm giống như cái màu muối tiêu, gọi là cá muốn muối tiêu. Ở này thì mình chưa được phân biệt con trống với con mái, nhưng mà mình nghĩ là con nào bụng to là con mái quá, con trống chắc mình nghĩ là mấy con nó nhỏ nhỏ nó gọn hơn xíu quá. Chưa có kinh nghiệm phân biệt con cá này. Cá này nhìn cái màu nó đẹp, nó màu cam đen á mọi người, cam đen với màu trắng á. Muốn cá muốn muối tiêu, mua 5 tặng 1. Thì bạn thấy Bình có rất là nhiều chính sách về chương trình khuyến mãi mua cá ha. Đó, giá cả thì cũng phải phù hợp phải chăng, mà có thể sẵn sàng để công khai để cho mọi người có thể thấy. Ví dụ mình thấy con đó mình thích, đến tiệm của bạn mua, thấy chỗ nào rẻ hơn thì mình đi tiệm chỗ khác. Nhưng mà mình quan trọng, mình nói muốn nói với mọi người là chất lượng là trên hết ha. Ở tiệm của bạn thì ưu tiên về dòng cá, chất lượng sản phẩm, chất lượng con giống đó, mọi người. Nên mọi ở đây được ở cái bên trường trung học cơ sở Hòa Khánh với tiểu học B Hòa Khánh đó, ở Hòa Khánh Cái Bè Tiền Giang thì được mọi người rất là tin tưởng ủng hộ, nên đến đây rất là nhiều ha. Khi mà ở nhà có nuôi cá cảnh gì cho con em đó, thì mọi người hay tin tưởng đến đây để lựa chọn cho mình những cái dòng cá phù hợp nhất đó. Mấy bạn này rất là đẹp, quá đẹp luôn cả nhà ơi, cá muốn muối tiêu đẹp quá. Đây, đây mình thấy ở dưới là bạn có mấy con sâu gạo nhỏ nhỏ là nó đang ăn con muống nè mọi người. Bên phải mình thì bạn nuôi sâu gồng, cái con này to hơn mà không cho ăn con muống ha, cái phiểu lên nó bò nhúc nhích luôn. Này có cá ba đuôi nè, đây là có cá chân trâu nè, mua năm tặng 1 luôn chân trâu. Đây mấy con sâu này nó xíu xìu xìu bò nhúc nhích luôn nè cả nhà, quá trời luôn. Quay quanh đây thì có cái chỗ bán cá liệt thiêu của bạn thì rất là nhiều con cá đẹp mắt. Đây, con cá tay bơi nè. Ở đây thì do cái kệ cá của bạn á, là bạn trưng bày bằng cái keo thủy tinh này, khi mà bạn để trên để xuống trưng bày hết rồi đó, bắt buộc bạn phải để dưới đây một cái tầng đó. Như ở dưới đây là mấy con cá beta mà bạn chưa có keo nên bạn để đây bớt nha mọi người. Nhưng mà có keo thì bạn lên keo như thế này nè, lên một cái keo này thì bạn có lên giá gì luôn. Đó, nhìn rất là đẹp. Đây, khi mình lên giá rồi thì khách nó đến đâu người ta dễ dàng ta chọn lựa lắm. Ví dụ như mình thích con cá này 25.000 thì mình sẽ nhìn lên trên đây có 25.000, quay xuống đây thấy con cá này quá phướng này, không ưng ý qua phướng này, phướng này xanh như thế nào đó, phướng trắng. Tiếp theo là một bạn phướng khác nữa này ha. Đặc biệt là ở đây mình thấy các bạn có hệ thống đèn á mọi người, bạn có ghi giá này không ha, cái thiết bị đèn led nè đó. Thuốc trị bệnh bio qua có ghi giá đầy đủ cho một khách hàng ta tham khảo luôn. Giống mấy này là coi bắt m cá khỏe đẹp tăng cường đề kháng khi mà thời tiết nóng, hoặc là mình mới chuyển hồ mình mua cái này nè. Còn cái bộ sản phẩm này lúc trước mình có giới thiệu từng loại rồi mọi người, có ghế là Sabio Nóc 2 á mọi người, shipment 2 thì sẽ ra hay là thuốc trong cái video của kênh mình luôn ha. Còn cái này là cái này để set up cái hồ cá thôi, đồ chơi set up hồ cá. Cái tượng này là để trong cái hồ cá rất là đẹp nè mọi người, giống như đây một cái hồ cá mẫu bên trong để đó, giống như cái hồ cá này đi. Nên cái hồ cá này quá đẹp luôn, ở trong thì bạn sẽ có khi ha, đi ra phía trước còn những cái con cá khác như thế nào. Ôi con này làm gì mà đẹp thế mà giá 350 cành với cả nhà, quá đẹp nên giá của con này tới 350 cành, con này 250 cành La Hán. Này có cá sặc gấm nữa kìa mọi người, sặc gấm ha. Bên này có gông thủy sinh với mấy con cá nhỏ nhỏ, mua 5 tặng 1, cá nhỏ 2.000 con, quá rẻ, cá gì mà rẻ thế luôn.
Trời ơi, bạn rùa bạn nuôi á, nuôi kiển kìa. Này bạn nuôi riêng một mình con rùa. Đó. Rùa này là dạng rùa nuôi kiển. Chấm muối tiêu nè. Quá đẹp luôn. Hương Châu 2000. Ở đây mình thấy nó có cái hồ nhỏ nhỏ này dễ thương quá ta. Nó mấy cái hồ nhỏ nhỏ này mình đủ để mình nuôi ha. Thức ăn nhìn có cá bể màu, bông lọc, công nuôi vẫn có đầy đủ hết. Thiết bị quá trời luôn. Đây có đàn chuột ba, chuột bạch ha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, tìm cái cảnh của bạn Thái Bình về đêm sáng thật thở luôn nè, không gian rất là rộng. Tại vì mình ban ngày mình bận công chuyện mình không có đi quay được nên mình đi ban đêm mình quay. Với lại ban đêm quay cái hồ cá nhìn nó trong veo trong vắt, nhìn dễ quan sát đường cá. Chứ ban ngày là có khách lại gai mình cũng rất là muốn quay cho mọi người xem ha. Ban ngày không có ở không. Đây. Đây một cái hồ cá cánh bường. Ôi, ở đây có mấy con cá này nó muốn bị bệnh hay gì rồi, nó lờ đờ kìa.